Chào mừng các bạn đã đến với bản tin bóng đá sáng ngày 26 tháng 2 của bóng đá 24h.vn. Trước khi vào video, các bạn quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Cảm ơn các bạn. Phút 12, Adnan Januzaj tỉa bóng thông minh để Gorosabel thoát xuống nguy hiểm. Tiền vệ Daniel James bên phía Mazutut đã có pha phạm lỗi trong vùng cấm, khiến đội chủ nhà phải chịu phạt đền. Tuy nhiên, đội trưởng Mikel Oyarzabal gây thất vọng toàn tập khi đá hỏng quả 11m. Tiền đạo của Sociedad bắt chước theo kiểu sút nhảy chân sáo của Bruno và Jorginho, nhưng lại thực hiện lỗi khiến bóng đi chạy khung thành rất xa. Thế trận đối công duy trì sau giờ nghỉ khi hai thủ môn Dean Henderson và Ramiro liên tục đối diện với những pha dứt điểm. Anthony Martial hay Mason Greenwood đều đã thi đấu đầy quyết tâm, song lại không đủ sắc sảo để có thêm bàn thắng. Ở chiều ngược lại, hàng công Sociedad cũng thi đấu vô duyên, dẫn tới tỷ số hòa không đều được duy trì tới 90 phút. Chung cuộc, Mazutut và Real Sociedad với tỷ số không đều. Phút 21, Saka có đường chọc khe thông minh hướng bóng vào vòng cấm địa của Benfica và tiền đạo đội trưởng của Arsenal đã ngay lập tức tung ra cú dứt điểm không thể cản phá. Phút 43, từ chấm đá phạt trước vòng cấm địa của Arsenal, Goncalves tung cú sút đẹp mắt, đưa bóng vào góc cao, đưa tỷ số về vạch xuất phát. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Arsenal là đội bóng nhập cuộc với phần chủ động hơn Benfica. Tuy nhiên, khi vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của đội khách, pháo thủ bất ngờ phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 61, xuất phát từ tình huống pha bóng lỗi của Caballero, Rafa Silva đã có pha đi bóng nỗ lực, loại bỏ thủ thành Leno, nâng tỷ số lên 2-1. Rất nhanh sau đó, chỉ 6 phút sau bàn thua, William đã lên tiếng đúng với đường truyền thuận lợi để Tierney dứt điểm tung lưới thủ thành Heston, quân bình tỷ số 2 đều. Phút 87, Saka tiếp tục cho thấy sự ăn ý với Aubameyang khi cầu thủ này có pha tạt bóng chuẩn xác để tiền đạo người Gabon đánh đầu cận thành, ấn định tỷ số 3-2 cho pháo thủ. Ở trận đấu còn lại, Leicester bất ngờ bị loại sau khi để thua 0-2 trước Salavia ngay trên sân nhà của mình. Huấn luyện viên Brendan Rodgers phát biểu sau khi Leicester phải dừng bước ở vòng 1/16 Europa League trước Slava Praha. Ông thừa nhận rằng đại diện của Cộng hòa Séc xứng đáng đi tiếp. "Chúng tôi đã thua đội chơi tốt hơn, tôi phải chịu trách nhiệm về thất bại của đội bóng. Leicester khởi đầu khá tốt, nhưng chúng tôi không đủ sắc sảo để khoan thủng hàng thủ chắc chắn của đối phương. Leicester không có quá nhiều những tình huống xử lý đột biến mang về bàn thắng. Không những vậy, hàng thủ còn không duy trì được sự tập trung cần thiết. Chúng tôi đã nhận hai bàn thua đáng thất vọng. Tôi không muốn đưa ra quá nhiều lời bào chữa. Chúng tôi bị loại vì chúng tôi chưa đủ tốt. Chúc Slavia may mắn ở vòng tiếp theo. Chúng tôi vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước, bởi vậy đội bóng cần ngay lập tức tập trung trở lại. Bây giờ, nhiệm vụ số 1 của Leicester là top 4 ở ngoại hạng Anh." Sao trẻ Amad Diallo vào sân từ băng ghế dự bị trong trận hòa không đều của MU trước Real Sociedad. Cầu thủ người bờ biển Nga tiếp tục có một trận đấu rất ấn tượng. Bàn thắng đồng trị giá 37 triệu bảng của MU chạm bóng 23 lần, thực hiện 16 đường chuyền. Sau những màn trình diễn ấn tượng trong máu đội U23 MU, Diallo ngày càng chiếm được niềm tin của huấn luyện viên Solskjaer. Hai trận đấu tốt trước Real Sociedad sẽ giúp cầu thủ sinh năm 2002 có thêm cơ hội thể hiện mình trong áo đỏ. Đích thân huấn luyện viên Solskjaer cho biết: "Tôi hài lòng với những gì cậu ấy thể hiện trong thời gian gần đây. Diallo đang hòa nhập tốt với lối chơi của MU. Chắc chắn cậu ấy sẽ có thêm những cơ hội để thể hiện khả năng của mình." Theo Tutu Sport, Liverpool quyết định bước vào cuộc đua giành chữ ký của Paulo Dybala, người đang trải qua một mùa giải khó khăn tại Juventus. Từ Anh, tờ Mirror cũng cho biết Liverpool xác định Dybala là mục tiêu để làm mới hàng công. Mùa này, Liverpool sa sút nghiêm trọng và hiệu quả tấn công giảm đi rõ ràng. Để củng cố lại đội hình cho cuộc chiến mùa 2021-2022, Liverpool rất muốn có Dybala. Cầu thủ người Argentina có thể đá nhiều vai trò khác nhau. Liverpool có thể bán một trong số các cầu thủ như Shaqiri, Chamberlain, Origi để có thêm ngân sách chiêu mộ Dybala. Cầu thủ hiện cũng đang là mục tiêu của Manchester United. Hợp đồng của cầu thủ 32 tuổi với MU còn thời hạn tới hè 2021, nhưng tới nay chuyện gia hạn vẫn chưa đả động đến. Theo Miro, nhiều khả năng MU sẽ không giữ chân Juan Mata.
đồng nghĩa tiền vệ này sẽ trở thành cầu thủ tự do ở hè 2021. Bản thân huấn luyện viên Sosa cũng từng úp mở về khả năng Mata sẽ chia tay MU sau mùa giải này. Chúng tôi vẫn chưa quyết định tương lai của Mata, nhưng cần phải thừa nhận việc cậu ấy rời đi là một khả năng đang được tính tới. Hiện Mata đang nhận mức lương 120.000 bảng một tuần tại MU. Quan trọng hơn, cầu thủ này đã 32 tuổi và hiện tại MU cũng không thiếu tiền vệ trung tâm chất lượng. Do đó, việc Mata ra đi sẽ giúp đội hình bớt chật chội và MU còn giảm bớt được quỹ lương. Bản thân Mata dường như cũng muốn tìm kiếm một đội bóng mới để được thi đấu nhiều hơn trong những năm còn lại của sự nghiệp. Hiện tại, bộ ba đại gia của Serie A là Inter Milan, Roma và Juventus được cho là muốn có sự phục vụ của cầu thủ người Tây Ban Nha. Nhìn chung, Mata vẫn được đánh giá khá cao về mặt chuyên môn, lại sở hữu kinh nghiệm thi đấu dồi dào. Đừng quên, không ít cầu thủ bị xem là hết thời tại Premier League vẫn đang chơi rất tốt tại Italia, như đồng đội cũ của Mata ở MU, Ashley Young hay Eriksen của Tottenham.